Nay bên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp máy in XB420B. Dòng máy này là in đơn hàng cho sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, TikTok, Bankake, giao hàng tiết kiệm, ra hàng nhanh. Đây là phụ kiện đi kèm theo máy, là bộ đỡ giấy, dây nguồn. Đây là bộ adapter 24V 2,5A. Đây là sợi dây USB kết nối từ máy in cho tới cổng USB của máy tính. Các bạn nhớ bóc cái miếng tem bảo vệ máy nha. Các bạn bóc bung ra nha. Tại vì đây là mình khui thử cho các bạn xem thôi. Còn đâu mà khi các bạn sử dụng thì các bạn bóc cái tem ra luôn. Các bạn để ý là bên tay phải nó có lớp gạt và bên tay trái có lớp gạt, thì các bạn dùng hai tay các bạn gạt lên phía trước, các bạn mà ấn gạt phía trước là tự động nắp nó sẽ bung lên. Đây là dòng máy in nhiệt trực tiếp nên các bạn không cần phải thay mực. Các bạn chỉ cần mua giấy in tem đề can nhiệt. Còn đây là thanh gạt để giữ giấy cho các bạn. Đây là mắt đọc giấy các bạn, để nhận diện là của giấy các bạn. Trên này là cái đầu in các bạn. Đây là cái trục đỡ giấy cho các bạn. Bạn sẽ luồn cái trục vào giữa quận giấy in tem để các bạn cho hai cái ốp vào hai bên. Rồi các bạn đưa vào hai cái ngàm qua cái lỗ, rồi các bạn bỏ vào. Các bạn để ý nha, hai bên nó có cái lỗ này, đó, bên phải, bên trái, có lỗ. Rồi các bạn sẽ bỏ giấy vào cái thanh trượt giữ giấy nha các bạn. Các bạn nhớ là để giấy sẽ qua cái trục cao su nha. Các bạn cứ để qua cửa máy là được rồi các bạn. Rồi các bạn đóng nắp lại. Rồi máy in sẽ kèm theo một bộ adapter nguồn 24V, thì các bạn sẽ cấp nguồn cho máy in. Các bạn cắm điện để với các bạn để ý là cái đèn adapter nó sẽ sáng màu xanh nha, thì sẽ có điện các bạn. Rồi các bạn để ý mình cắm đúng chiều nha. Các bạn để ý cái hình mũi tên này. Đó. Sẽ nằm ở trên. Rồi các bạn theo bạn. Và đây là công tắc nguồn của máy in các bạn.
Rồi các bạn tiến hành cắm cổng USB từ máy tính sang cổng USB của máy in. Ở đây là cổng của máy in các bạn gắn vào, còn cổng còn lại các bạn gắn vào máy tính để các bạn không bật công tắc nguồn. Rồi như vậy là xong nhé các bạn. Thì bên mình có căn khổ giấy và reset khổ giấy sẵn cho các bạn rồi.